Thiện mến chào cô chú anh chị. Hôm nay Thiện đi 10 gia đình để quay phim 10 hộ gia đình để hỗ trợ xe đạp cho những gia đình nghèo khó khăn mà có con em đi học đó, để hỗ trợ xe cho các em đi học. Thì đây là ngôi nhà của cô Thị Hồng mà trước đây Trần Quốc Dương, kênh Trần Quốc Dương có xây dựng cho gia đình cái căn nhà. Thì ngày hôm nay Thiện cũng tới đây để hỗ trợ thêm một chiếc xe đạp nữa cho con của cô Hồng đây đi đi học. Dạ cô, con nói cô nghe được không? Được ha. Rồi sắp tới đây con hỗ trợ một chiếc xe đạp cho con cô đi học ha. Dạ. Dạ rồi khi nào mà tụi con chuẩn bị xe đạp xong rồi ngày nào mà tặng xe đó thì nói với cháu là lên trường nhận nghe. Dạ. Thì hôm nay con đi cho biết nhà cái để coi cho nó đúng hoàn cảnh đó. Biết rồi. Rồi tụi con sẽ tới nhà tới mời tới trường để nhận xe đạp nha. Dạ. Rồi chồng cô đâu? Mất rồi đó. Ông người ở chơi đó. Mất rồi hả? Ở cái hai mẹ con. Dạ. Rồi nhà này trước để ai cho? Cái này thực hiện để cho. Thực hiện cho hả? Biết ai cho không? Tên gì không? Cháu cũng xíu á. Tên Dương. Gì? Tên Trần Quốc Dương. Gì hả? Dạ. À, lại quay phim rồi ổng làm nhà cho đó. Dạ, ổng mập phải không? Thôi vậy tụi con quay phim chút xíu ha, tụi con đi chín gia đình kia nữa rồi khi nào nhận xe đạp thì con cho hay ha. À, cho hay. Dạ. Ở đây là gia đình thứ hai Thiện tới mà đứa bé nó đi bắt chuột không có nhà. Ở đây có bà ngoại hả bà ngoại? Dạ dạ. Dạ bà tên gì? Thì Chậm. Rồi cháu bà học lớp mấy rồi? Lớp 4. Vậy hả? Tụi con hôm nay tới đây để quay phim. Dạ. Để tặng chiếc xe đạp cho cháu bà đi học á. Dạ dạ. Dạ. Rồi nó đi một mình hay đi với ai? Đi hai ba đứa anh em nó đó. Vậy hả? Cháu trai hả? Trai. Dạ. Rồi nó còn nhớ xíu à. Ngày hôm nay con lại đây quay phim để cho biết. Rồi cái tới bữa lên nhận xe đạp đó thì con thông báo rồi bà cho cháu lên trên trường á để con tặng ở trên đó nha. Dạ dạ, dạ. Ở đâu trường ở đâu? Dạ ở trường ở Long Thạnh á, ra mà đầu lộ nè. Mà đau Bến Nhất không hả? Đầu lộ mình đây hả? Dạ dạ, đầu lộ Bến Nhất á. Ờ vậy đó dạ, hả? Dạ à. Rồi vậy nghe bà, có gì bà cho cháu hay để cháu mừng nghe. Dạ dạ. Ờ, nghe được xe chắc mừng chết rồi. Dạ. Rồi bà ở con mình trong nhà này đó hả? Không, tôi ở nhà con bên kia. Dạ. Nhà đây nó bỏ. Bỏ à. Dạ. Thôi vậy con, tụi con đi nghe. Dạ. 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 Rồi đây là gia đình thứ ba Thiện ghé thăm. Dạ, chào chị tên gì? Tên Trà Ri. Rồi con chị tên gì? Chị Thương. À, nhà này trước đây từ thiện cho hả? Từ thiện cho. Từ thiện ở đâu cho chị? Ở bên gì? Bên dùm ghiền ta cho đó. Dạ. À, hôm nay tụi em đi cùng với thầy cô ở trong trường ở Bến Nhất đó. Dạ. Để tới đây thăm những gia đình hỗ trợ xe đạp cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Dạ. Rồi đây hôm nay gia đình thứ ba là em tới thăm là gia đình của chị ha. Rồi cũng tặng cho bé chiếc xe đạp, rồi khi nào mà trao đó thì trao trên trường, rồi chị cho mấy đứa nhỏ lên nhận ha. Cảm ơn. Dạ, chị mấy đứa con? Ba đứa. À, nhưng mà đứa này đi học đứa này lớp thứ lớn ba. Hả? Đứa này học lớp 5 rồi. Dạ. Đứa lớn học lớp 9. Dạ. Đứa nhỏ học lớp 3. Dạ. Nhà thì cũng nó mồ côi cha đó. Vậy đó hả? Dạ. Chị không có chồng hả? Chồng chết bỏ 4 năm rồi. Chết luôn hả? Dạ. Ông đi làm về đột quỵ á. À. Rồi giờ là chị làm gì nuôi mấy đứa nhỏ? Thì đi làm ghế nhựa. Đương á hả? Đương ghế. Dạ. Mẫu đương ghế. À. Ồ mấy đứa nhỏ học giỏi quá ha. Dạ. Chị khen nhóc quá trời. Thấy nó học giỏi cũng cố gắng làm trên đi học. Dạ. Cũng gia đình cũng khó khăn. Dạ. Rồi con thấy vui không? Dạ vui. Vui ha. Dạ. Rồi tuần sau đây, tuần sau cái ngày nào đó phát, có thể là cuối tuần đó, rồi chú cho hay. Rồi dạ. Con lên trên trường nhận nha. Dạ. Rồi vậy tụi em đi nghe chị. Dạ. Cảm ơn. Có dịp ghé thăm gia đình lại. Dạ. Dạ.
Ở đây gia đình thứ tư Thiện ghé thăm mà cha mẹ bé đi ruộng không có nhà. Con tên gì con? Con Danh Cường. Con học lớp mấy rồi? Lớp 4. Vậy hả? Rồi con đi học ở trường nào? Trường ở bên kia. Rồi con đi học đi bộ hay đi xe đạp? Đi bộ. Chưa có xe hả? Có, xe đạp kia bị hư. Hôm nay tụi chú đi thăm những gia đình nghèo đó con. Rồi hỗ trợ cho con xe đạp đi học đó, con chịu không? Chịu. Thích ha. Rồi mai mốt khi nào mà chú phát xe đạp ở trường đó rồi về cho cha mẹ hay rồi con đưa con đi lên trường nhận nghe. Dạ. Để về có xe đạp mới chạy nghe con. Dạ. Dạ con chào chú, hôm nay tụi con đến thăm những gia đình mà có mấy bé đi học mà chưa có xe đạp á, để hỗ trợ xe đạp cho cháu đi học. Bác tên gì bác? Tên Lan. Dạ. Vì tôi cũng ông nội nó, tôi cũng mừng cho đoàn cho xe đạp cho cháu tôi cũng cảm ơn. Dạ. Không biết nói nhiều, cũng cảm ơn mấy thầy cô, mấy người quay phim trong này. Dạ, rồi con tên gì con? Dạ con tên Vinh Thị Bích Trâm. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 6. Rồi có đi học có xe đạp chưa? Chưa, có xe cũ. Sửa cho nó đi đạp. Yeah. Rồi vậy, sắp tới tụi chú phát quà xe đạp đó, ở trên trường đó. Để phát tập trung thì tới nữa ông đưa cháu đi nhận ha. Dạ. Rồi vậy đi, tụi con cũng xin phép đi ha. Rồi uống nước hết đi. Để cho biết nhà thôi, rồi tụi con đi còn tới 5 gia đình nữa. Dạ. Cái này bầu thái hay sao bác? Bầu thái vậy, bầu sao á, mua ọc là trọng. Trái nó ngắn ngắn vậy đó hả? Ừ, trái em coi mua lắm. Mà trái nó nhiều phải không? Nhiều, mua tặng bán xã. Cái bầu này so với bầu mình hồi xưa là cái nào ngon hơn? Ngon hơn bầu xưa. Ngon ngọt hơn hả? Ừ. Bầu xưa bự lắm, một trái 3-4 kg ơi. Dài vậy nè. Thứ thầu cái bầu xưa. Nó này trồng hay quá ha. Đã uống vô rồi. Ở đây là hộ thứ 6 Thiện đến thăm để tặng xe đạp. Dạ chào cô. Dạ, cô tên cô. Gì cô? Ad. Rồi cưng tên gì? Thanh Tiền. Học lớp mấy rồi? Lớp 7. Hôm nay tụi con tới để hỗ trợ xe đạp cho mấy em ở vùng sâu vùng xa đi học á. Dạ. Rồi hiện tại giờ cháu đi học có xe chưa cô? Không có đâu, mà xe mượn em á. Rồi cưng em. Học như vậy đi đi bằng cái gì? Xe đạp. Xe đạp mưa ở mình ta đó. Rồi trường gần hay xa? Chưa đưa xu. Rồi sau này nếu mà có phát xe đạp tập trung ở trường thì thông báo với gia đình rồi cưng tới trường nhận nha. Rồi nhà này sinh sống bằng nghề gì cô? Ông hồi trước ông đi làm hồ, ông bệnh nghỉ đi là làm luôn ở nhà. Cô đi làm hồ lại. Ông em đi dậm lúa gì cho anh ta vậy đó. Dạ. Hay lượm ốc lượm gì vậy, mót tiền gì đó. Ở đây kêu ốc gì? Ốc cò khía. Cò khía không? Dạ. Rồi thì tôi con xin phép về ha con. Dạ, rồi dạ. Sau này sẽ phát xe đạp cho tập trung tại trường rồi dạ. Cưng tới nhận. Dạ. Dạ.
Ở đây là gia đình thứ bảy Thiện ghé thăm để hỗ trợ xe đạp. Dạ chào chị. Chị dạ. Chị tên gì chị? Thị Thu Hà. Dạ. Rồi con chị tên gì? Dương Văn Tiến. Nó học lớp mấy rồi chị? Học lớp 2. Dạ. Rồi con học lớp mấy? Lớp 2. Rồi con thường ngày học giỏi không? Giỏi. Rồi con đi học bằng gì? Đào gì? Đại bảo. Con đi bộ hả? Dạ. Rồi đây chuẩn bị chú cho chiếc xe đạp đi học rồi, con vui không? Vui. Mai mốt đạp xe đi học nghe con. Dạ. Có biết chạy chưa? Biết chạy. Không có xe sao biết chạy? Mượn bạn hả? Không mượn xe. Mượn xe tập hả? Dạ. Sắp tới tụi em phát tập trung ở tại trường đó chị. Rồi cái chị cho cháu tới nhận ha. Tại tụi em không có đi tới nhà được, nó đường nó khó đi á. Phát tập trung tại một điểm. Cái đó bữa nào thầy? Tuần sau á chị. Tuần sau rồi có gì cho hai trước một bữa. Rồi. Nha. Rồi. Rồi tụi em đi luôn chị ơi. Rồi cảm ơn. Dạ dạ. Thành gom tiếp tôi. Ở đây hoàn cảnh thứ 8 mà Thiện đến thăm để tặng xe đạp. Chào chị tên gì chị? Thiện Phố. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 88. Rồi chị có mấy đứa con? Có một đứa này. Nó học lớp mấy rồi chị? Lớp 2. Lớp 3. Thì hôm nay tụi em tới đây để muốn quay phim hỗ trợ xe đạp cho cháu nó đi học á. Dạ. Rồi hàng ngày nó đi học ở trường nào gần đây không hay xa? Gần đây à, xã Long Thành này. Rồi có xe đạp chưa? Dạ, chưa. Thì hôm nay quay phim để tặng cho cháu chiếc xe ha. Dạ. Rồi khi nào mà phát tập trung tại trường đó thì chị đưa cháu đi nhận nghe chị. Dạ dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 3. Con tên gì? Em tên Danh Thị Thảo My. Con chưa có xe đạp hả? Thì sắp tới chú cho con xe đạp và đi học nghe. Dạ. Cảm ơn chú. Đây là gia đình thứ 9 Thiện đến thăm để trao tặng xe đạp. Dạ chào chị. Chị tên gì chị? Tên Thị Lúc. Rồi chị có mấy đứa con? 5 đứa. Ít quá à. Rồi chồng chị làm nghề gì? Dịch thuốc đó. Là mừng mướn có làm một. Có ruộng không? Không có ruộng sao xanh nhiều quá vậy? Rồi sao nuôi đủ? Rồi đứa nào đi học đó chị? Nhà này với nhà đó với thằng lớn học lớp 10 thứ 2. Này học lớp mấy rồi? Lớp 4. Bây giờ là nó đi học có xe đạp gì chứ chị? Hả? Đi học có xe đạp chưa? Chưa nó. Con sang năm nó lớp 5 rồi đó mà chưa mua. Rồi trường gần hay xa? Đang học ở đây là lớp 4 nè, rồi năm tới nếu mà trường này có lớp 5 có học sinh dạy thì thầy dạy ở đây, còn có chú Minh Nhất dạy, chú Minh Nhất học lớp 5 á. Thì hôm nay tụi em tới để quay phim ghi hình ảnh để hỗ trợ tặng cho một chiếc xe đạp để đi học ha. Cảm ơn chú. Dạ, rồi khi nào mà có phát tập trung tại trường thì chị đưa cháu đi. Con tên gì? Con tên Thị Linh. Rồi con học lớp mấy? Học lớp 4. Dạ, rồi hàng ngày đi học bằng xe đạp hay đi bộ? Đi bộ. Rồi anh của con đi bằng cái gì? Anh con đi với người ta. Vậy là con chưa có gì hết trơn phải không? Rồi vì thời gian tới chú cho chiếc xe đạp ha, để đạp đi học nghe con. Dạ, cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú. Con học giỏi không? Biết chữ chưa? Biết. Rồi vậy đi, mai mốt rồi chú cho ở trường con đi nhận nghe. Xe lớn một bên, là xe nhỏ một bên. Xe lớn một bên thì xe đây nè. Rồi xe này tốt quá ha. Tốt nha. Xe đằng này tốt. Lát lớn thì lớn nha, anh nhỏ thì nhỏ nha. Rồi nhỏ xếp bên kia. Tao không cỡ lớp 4, lớp 5 chạy từ từ được rồi. Đó đứng bên kia, lớn bên này. Cậu như đây cái cửa lại cái bên. Nhỏ thì xe nhỏ. Đứa nhỏ đây luôn đi. 11 đứa ra 10 chiếc xe vừa. Ai chịu? Ai chịu cái xe cũ đâu? Cho đó đứng. Rồi con, gái vô đây đứng.
Rồi con, vô đây đi. Vô đây này. Rồi con vô đây đi. Rồi con cái này chịu này không? Rồi ha. À, hôm nay tại địa điểm ủy ban xã Long Thạnh thuộc huyện Dòng Riền thì Thiện cũng có đến đây để thay mặt chị Hằng Đỗ có gửi cho Thiện là 500 đô la Mỹ và chị Kiều My ở bên Úc có gửi cho Thiện là 200 đô la Úc. Thì tổng số tiền là được 15.100.000 đồng. Thiện có mua hôm nay tới đây là 10 chiếc xe đạp để phát tặng cho trẻ em nghèo nơi đây. Thì 5 chiếc xe lớn và 5 chiếc xe nhỏ cho các em từ lớp 2 cho tới lớp 7, lớp 8, lớp 9. Thì kế bên Thiện đây là anh là giáo viên dạy những em học sinh ở đây. Thì anh có đôi lời thay lời cảm ơn tới các chị đã gửi tiền về đây trao tặng xe đạp cho các bé. Chào anh tên gì anh? Anh tên Phương, công tác ở đơn vị trường Thái học Long Thạnh 4. Thì hôm nay thì nghe có cái đoàn từ thiện của nước ngoài vậy đó về đây cho xe đạp cho các em. Thì hôm trước thì đi khảo sát thì các em đã được nhận xe, thì nghe tin hôm nay đi phát xe thì tôi rất là mừng. Tôi để cho các em có điều kiện để đi học. Thì hôm nay tôi có anh Thiện cùng với cái đoàn cái hội từ thiện ở nước ngoài về trao á. Thì tôi cũng xin thay mặt cho các em cảm ơn Thiện với cái hội từ thiện ở nước ngoài. Và mong rằng là những cái lần sau thì Thiện cùng với cái hội từ thiện á cũng giúp đỡ cho những cái bà con mình còn những cái khó khăn về nhà ở hoặc là cầu hoặc là các em học sinh khó khăn về xe đi lại đó. Thì cũng mong cái Thiện với cùng với cái hội từ thiện ở nước ngoài cũng giúp đỡ để cho các em nó hoàn thành những ước mơ sau này để giúp ích cho xã hội. Đây là 10 hoàn cảnh mà hôm trước Thiện cũng cùng với thầy đây đi khảo sát từng nhà luôn và chọn ra được 10 em để hôm nay phát tặng xe đạp tại địa điểm này. Thì Thiện cũng chân thành cảm ơn đến chị Hằng Đỗ và chị Kiều My đã gửi tiền cho Thiện có cái số tiền này Thiện mua xe đạp cho các em. Thì sau đây thì Thiện sẽ lần lượt phát tặng 10 chiếc xe đạp cho các em và hỏi thăm về cái cảm nghĩ, niềm vui của các bé khi nhận được món quà đầy ý nghĩa này. Gì? Con tên Linh. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 4. Hôm nay con nhận được chiếc xe đạp này con thấy vui không? Dạ con thấy vui. Rồi hàng ngày con đi học bằng gì? Con lội bộ. Lội bộ hả? Giờ có xe đạp con đạp đi được không? Được. Rồi bây giờ cái con nhận được chiếc xe đạp này con nói cảm ơn nghe. Con cảm ơn các cô đã gửi tiền mua xe cho con. Con cảm ơn các cô chú gửi tiền mua xe đạp cho con. Rồi. Rồi bây giờ con nhận xe con dẫn ra ngoài ha. Rồi cái hồi mấy chị em nè đạp một vòng cái chú quay phim lại cái ha. Giờ con dẫn ra ngoài đi ha. Rồi dẫn ra đây con. Rồi con dẫn ra ngoài ha. Rồi con dẫn ra đó đi, rồi tí xíu nữa chú quay một vòng tụi con chạy. Rồi con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 3. Rồi hôm nay chú thay mặt các cô, các chị ở bên nước ngoài đó mua chiếc xe đạp tặng cho con thấy vui không? Dạ vui. Đây là phần quà từ thiện của các cô ở nước ngoài gửi cho con nha. Con nói cảm ơn các cô đi. Con cảm ơn các cô. Rồi này con dẫn chiếc xe ra ngoài đi con. Rồi dẫn ra ngoài ha. Rồi con tên gì con? Tên Văn Cường. Rồi năm nay con học lớp mấy rồi? Lớp 4. Rồi hàng ngày con đi học con đi bằng gì? Đi bộ. Giờ có xe đạp và con đạp đi học được không? Được. Rồi con cảm ơn các cô đã gửi tiền về để mua xe đạp cho con đi. Con cảm ơn các cô. Rồi con hứa làm sao? Hứa sẽ cố gắng làm sao? Sẽ cố gắng học thật giỏi nghe. Để mai mốt các cô gửi những món quà khác cho con nữa nghe. Rồi con lên xe đi. Dẫn xe ra ngoài đi con. Rồi con tên gì? Con tên Danh Cường. Con học lớp mấy rồi? Học lớp 4. Rồi hàng ngày con đi học bằng phương tiện gì con? Con đi học đi bộ. Không có xe hả? Không. Rồi nhà con gần trường không? Xa. Vậy hả? Rồi đi học con đi bộ vậy sao đi tới? Tranh thủ đi sớm hả? Dạ. Bữa nay nhận được chiếc xe đạp này con vui không? Vui. Rồi con hứa làm sao? Hứa sẽ học thật giỏi.
Rồi con cảm ơn các cô đã gửi quà cho con đi. Con cảm ơn các cô vì gửi quà cho con. Rồi con chạy, con dẫn chiếc xe ra ngoài nghe. Rồi đang tháo máy này ra, tới xíu chạy nha con. Tháo vỏ ra nghe. Rồi dẫn ra đây con. Rồi con tên gì? Con Trung. Con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 3. Rồi hàng ngày con đi học bằng gì? Đi bằng bộ. Đi bộ không hả? Rồi hôm nay nhận được chiếc xe con thấy vui không? Dạ vui. Con hứa làm sao? Con hứa sẽ học giỏi. Con cảm ơn các cô đi con. Con cảm ơn các cô. Con cảm ơn các cô đã gửi quà về đây mua xe đạp cho con. Con cảm ơn các cô đã gửi quà cho con. Rồi con dẫn xe ra ngoài nghe, lột vỏ ra nghe con. Anh gì con? Dạ con tên Thị Thương. Con học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con học lớp 5. Rồi hàng ngày con đi học gần trường không? Dạ gần. Rồi con đi bộ hay đi gian bạn? Dạ đi bộ. Rồi nay con có xe đạp rồi con vui không? Dạ con vui. Rồi con vui, con hứa làm sao cho cô chú vui nè? Dạ con sẽ hứa là con sẽ cố gắng học tập chăm ngoan. Học giỏi. Rồi con cảm ơn các cô đi con. Dạ con cảm ơn các cô các chú đã góp phần cho con một chiếc xe đạp này để con đi học. Rồi con được chiếc xe đạp con nhớ là giữ gìn bảo quản cẩn thận nha. Rồi nếu mà trong trường hợp con đi mà con có gặp bạn đó, con có cho Giang không? Dạ cho. Con nhớ cho bạn Giang đó nha. Dạ. Rồi sau này nếu mà có món quà mới, món quà khác đó, chú sẽ cho thêm nha. Dạ. Rồi con dẫn xe ra đi. Rồi con tên gì con? Dạ con tên Ý. Con năm nay học lớp mấy rồi? Dạ năm nay học lớp 5. Con học ở gần trường không? Dạ không. Rồi hàng ngày con đi học con đi bằng cái gì? Con đi bằng xe máy. Xe máy hả? Dạ. Xe máy nào? Xe máy mà ngoại chở con. Ngoại chở hả? Bây giờ nếu mà con có xe này con đi được không? Dạ được. Rồi con hứa là sao? Con được xe đạp rồi con hứa là sao? Con hứa con sẽ cố gắng học để giúp các để sau này thành một người tốt có ích cho xã hội. Dạ. Rồi con cảm ơn các cô đây con. Con cảm ơn các cô chú đã gửi cho con chiếc xe đạp này. Dạ. Mai mốt con gặp dọc đường mà có bạn bè gì đó con cho Giang không? Dạ. Nhớ cho bạn Giang nha con. Rồi con dẫn ra ngoài đi. Rồi con tên gì? Thạch Thanh Tuyền. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 7. Rồi hàng ngày đi học bằng phương tiện gì? Còn xe đạp cũ. Vậy hả? Bây giờ có xe đạp mới rồi cưng thấy vui không? Vui. Rồi mình có cái lời hứa gì với các chị đã gửi tiền về đây mua xe đạp ạ? Con hứa sẽ học hành giỏi. Rồi cho ích xã hội. Rồi cưng có xe rồi bảo quản giữ gìn cẩn thận để chiếc xe này mình học được lâu dài ha. Rồi chúc cưng học tốt nha. Rồi chào con tên gì? Dạ con tên Danh Thị Bích Trâm. Hôm nay con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 6. Vậy hả? Rồi con từ nhà tới ấy gần không? Tới trường gần không? Dạ không. Nó là xa hả? Dạ. Phương tiện gì? Dạ xe đạp. Vậy hả? Xe đạp cũ hả? Dạ. Bây giờ có xe mới con thấy vui không? Dạ vui. Con hứa làm sao với các cô nè? Dạ con hứa là gắng học hành, hứa bảo dình xe kỹ. Rồi chú chúc con lúc nào con học tốt nha, rồi giữ gìn bảo quản xe cẩn thận nha. Dạ. Rồi bây giờ con dẫn xe ra đó đi rồi tháo cái vỏ ra nha con, đi xíu chạy vòng nha. Rồi con tên gì? Dạ con tên Trương Bé Hậu. Năm nay con học lớp mấy rồi? Con học lớp 9. Rồi bây giờ hàng ngày con đi học bằng phương tiện gì? Dạ xe đạp cũ người ta cho á chú. Vậy hả? Rồi bây giờ có xe mới rồi đạp đi học êm hơn rồi ha. Dạ con thấy vui hết chứ. Rồi con có đôi lời gửi đến các cô đã gửi tiền về đây mua xe cho con đi. Con cảm ơn mấy cô chú đã gửi xe, gửi tiền, gửi xe mua, gửi xe cho con. Con thấy xe mới rất vui, đi học được nhanh hơn. Rồi chú cũng chúc con lúc nào cũng chăm ngoan học giỏi nha, rồi trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Rồi con cảm ơn chú. Con dẫn xe ra đây đi ha. Chiếc xe đó thì những chiếc xe nó có loại lớn và loại nhỏ. Thì lớn thì cho các em học từ lớp 5 tới lớp 9. Còn nhỏ nhỏ thì lớp 2, lớp 3, lớp 4.
Bây giờ họ cho nó dẫn ra đoạn đó, cái mình chạy cái đoạn này ngắn cái vòng thôi. Tới hết cái lỗ bự đó con quay lại được rồi, đậu ngay chân lỗ bự đó chạy ngược lại, chẳng đi đẳng á. Dẫn tới cái mấy lỗ bự đó chạy ngược lại. Thì ngày hôm nay Thiện mua xe cho các em á, tổng cộng số tiền Thiện nhận được là 15.100.000 đồng. Thì mua xe lớn có, xe nhỏ có, thì tổng số tiền là 14.600.000 đồng. Còn dư lại 500.000 thì tí xíu đây Thiện sẽ gửi cho con của anh Minh. Ba đứa nhỏ nó cũng đi học ở trong cái xã này, thì hoàn cảnh cũng rất là nghèo, cho nên Thiện còn dư lại khoảng 500.000 đó, Thiện gửi cho ba bé luôn. Tí xíu đây Thiện vô chỗ phát quà rồi trao tặng cho các bé luôn.